Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, năm 2022, Liên minh châu Âu đã giảm nhập khẩu khí đốt của Nga từ 150 tỷ mét khối xuống dưới 80 tỷ mét khối. Năm 2023, con số này dự kiến là 40 tỷ mét khối, kể cả khí đốt thiên nhiên hóa lỏng. Trong những tháng tới, nếu tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thiết lập các mối quan hệ đối tác mới, EU có thể giảm thêm lượng nhập khẩu khí hóa lỏng từ Nga. Về lâu dài, Ủy ban châu Âu cũng đề xuất các nước thành viên sớm thảo luận và đưa chính sách mua chung khí đốt hiện nay thành kế hoạch lâu dài nằm trong nỗ lực cải tổ các quy tắc thị trường khí đốt của EU. Các nước thành viên tham gia kế hoạch trên tinh thần tự nguyện, song nếu EU gặp khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu, việc mua chung sẽ trở thành bắt buộc để tránh tình trạng cạnh tranh giữa các nước thành viên khi nguồn cung khan hiếm. Việc mua chung chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng nhu cầu khí đốt khoảng 360 tỷ mét khối của EU, song chính sách này giúp các nước thành viên dự trữ đủ lượng khí đốt cho mùa đông khi nhu cầu sưởi ấm của châu Âu lên đỉnh điểm. Các nhà đàm phán từ những quốc gia thành viên và nghị viện châu Âu sẽ thảo luận về vấn đề này vào cuối tháng 9. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.